30. Tiểu Ninh, sửa xong rồi. Sao cái gì anh cũng biết thế? Anh đi nghe điện thoại, nhỏ tiếng chút. Cảm ơn ngài Ishihara đã ủng hộ. 3 ngày sau tôi quyết định tự mình đưa đợt hàng này đi Nam Kinh. Để tránh việc Tân Tứ Quân tập kích quấy rối, tôi quyết định đi đường Hộ Ninh. Được. Được. Còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng. Chuyện này ngoại trừ anh và tôi, chỉ có Ishihara và chính phủ Nam Kinh biết. Đương nhiên thuận lợi rồi. Tôi ở chi nhánh Nam Kinh, Hồng Thiện Đường. Tôi đến cấp hàng. Tại sao dán trên đó đều là sợi bông vậy? Thứ này có thể quang minh vận chuyển hay sao? Ở bên trong số bông đó. Cẩn thận vẫn tốt. Cẩn thận vẫn tốt. Không được vận chuyển thuốc phiện. Xóa sạch thuốc phiện. Phản đối Nhật Bản. Đem thuốc phiện hại Trung Quốc. Xóa sạch thuốc phiện. Chuyện gì thế? Đám học sinh này sao biết chúng ta vận chuyển thuốc phiện? Tôi còn phải hỏi anh đó. Xóa sạch thuốc phiện. Xóa sạch thuốc phiện. Xóa sạch thuốc phiện. Xóa sạch thuốc phiện. Các bạn học. Các bạn học. Nghe tôi nói. Chúng tôi đang vận chuyển sợi bông. Tuyệt đối không phải thuốc phiện. Ông dám mở ra cho chúng tôi kiểm tra không? Các bạn học, mọi người không có quyền kiểm tra hàng của chính phủ. Mọi người làm vậy là cản trở công vụ. Quay về đi. Nếu như chỉ là sợi bông, có gì không dám cho chúng tôi xem chứ? Phải. Tại sao không dám cho chúng tôi xem? Các bạn học, tại sao mọi người khẳng định bên trong để thuốc phiện chứ? Thuốc phiện ở đây này. Các người còn ngụy biện không? Từ chối thuốc phiện. Từ chối thuốc phiện. Từ chối thuốc phiện. Không làm con bệnh Đông Á. Xóa bỏ thuốc phiện. Từ chối thuốc phiện. Không làm con bệnh Đông Á. Xóa bỏ thuốc phiện, từ chối thuốc phiện, không làm con bệnh Đông Á. Đốt nó đi, đốt đi, đốt hết đi. Vô dụng, ngu ngốc. Vậy mà bị một đám học sinh đùa giỡn, còn để báo chí của cả thế giới đăng lên. Các hạ, đã điều tra rõ chuyện này là do Hội Thanh niên Cứu nước, Ban công tác đảng ngầm Nam Kinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm. Đây là chuyện nằm trong dự đoán. Bây giờ tôi muốn biết chính là ai làm lộ ra tin tức này. Tất cả những người theo xe bên đó, tôi điều tra rõ rồi.
không có gì đáng nghi. Vậy còn cậu? Người theo xe chúng tôi đều đã thông báo trước khi xe chạy. Bọn họ không có điện thoại, không thể nào gọi được. Cho nên bọn họ không thể tiết lộ. Các người sao không kiểm tra người của các người? Lẽ nào nói các người không có khả năng tiết lộ hay sao? Tôi xác thực ở trong điện thoại có nói với Hanada Toshi về việc này một lần. Nhưng điện thoại là dây riêng, có chuyên gia người Nhật ở bên cạnh canh chừng. Bọn họ kết luận là không bị nghe lén. Ngài Ishihara, chuyện này là do tôi thất trách, nhưng tôi có thể khẳng định Hanada Toshi không tiết lộ. Ông cho rằng thẩm phán là viên soái cũng được, Mãn Huy Hoàng là đảng Cộng sản cũng được. Những thứ này đều không thể nào. Nên tôi cho rằng có thể là do bên phía Nam Kinh. Hoàn toàn có thể. Vậy Tiết Nguyễn Ninh không có khả năng sao? Hai người ở lại chỗ này, thông báo sở trinh sát tra xét nhà Tiết Nguyễn Ninh. Dân, báo cáo các hạ, kiểm tra rồi, tất cả bình thường, không có dấu vết bị nghe trộm giới theo dõi. Báo cáo, không phát hiện có gì bất thường. Báo cáo các hạ, kiểm tra hoàn tất. Ngoại trừ thiết bị nghe lén chúng ta lắp đặt ra, không có gì khác nữa. Rút lui.
đám súc sinh. Tôi thật sự muốn chém nó ngay. Không có lệnh của cấp trên, anh không thể tự ý hành động. Cấp trên, bao lâu rồi không liên hệ với tôi? Cấp trên ở đâu chứ? Cấp trên có suy tính của cấp trên. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là đón cậu, đón gió, tẩy trần, sau đó về nhà. Nếu quan tiên sinh biết chúng ta làm thế này, có mắng chúng ta không? Anh thấy ba tôi mắng tôi bao giờ chưa? Mắng tôi cũng không được. Nếu thật sự mắng tôi, cô phải bảo vệ tôi đó. Ông ấy không mắng anh đâu. Ông ấy chỉ nói hai chúng ta không thể dùng tiền cứu cậu ra được. Bây giờ thời gian giam giữ cậu cũng hết rồi. Tự mình đi ra, không liên quan tới chúng ta. Vậy cũng phải. Đi. Anh rể ông cũng được thật. Nhốt ở đây lâu như vậy, vậy mà không tới chuột ông. Ông ấy không phải họ quan sao? Còn không phải nhốt tôi sao? Kiếp trước ông tu được phúc, cháu gái ông giới viên soái đến đón ông kìa. Ký tên lên trên này đi. Ông có thể đi rồi. Sao thế? Hay là phải trải thảm đỏ cho ông? Ông mới đi. Chuông reo tới giờ cơm trưa rồi. Tôi muốn ăn cơm xong rồi mới đi. Người này có bệnh sao? Cơm tù cũng dành ăn nữa hả? Khốn kiếp, bỏ xuống cho tôi. Cút. Đánh hắn. Nên đốt nhang thì đốt, nên ăn cơm thì ăn. Đây là bánh ngô của tôi mà. Thiên lôi có đánh, tôi cũng phải ăn. Bệnh này không có nhẹ đâu nha. Đừng đánh nữa. Nhốt vào đi. Đứng dậy. Mấy giờ rồi? Sao còn chưa ra nữa? Lý Nhị Đẩu, xuống hỏi thử đi. Trong mũi cắm hai củ cà rốt mà tưởng mình là con voi sao? Máu mũi trở thành thế này rồi, vậy phải thượng quả biết bao nhiêu. Thượng quả cái gì chứ? Bị cậu cô đánh đó. Tôi nói cô biết, cậu cô là phạm nhân, tôi là cảnh sát. Lúc đó tôi không theo quy định tấn công cảnh sát, bắn ông ta một phát thì thôi, đã cho mặt mũi lắm rồi. Không phải, cậu cô ấy đánh ông làm gì? Chỉ vì một cái bánh ngô, tôi có thể không thượng quả hay sao? Vì một cái bánh ngô, không thể nào. Nhất định là đánh bị ngơ rồi. Tra tới tra lui là không tin tưởng tôi. Ông ta rút đi hết người giám sát rồi. Ishihara các hạ cũng có cái khó. Ông ta có cái khó, người làm thuộc hạ như chúng ta cũng có vậy. Bây giờ ngày nào tôi cũng sống với sự giám sát của ông ta. Cái này có khác gì tấm tiên giữa đường lộ hay không? Anh cũng vậy. Một lòng trung thành. Ông ta hay rồi, vừa lên là cho một cái bạc tay. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi mời anh đi uống rượu. Bỏ đi. Tâm trạng không tốt đi uống rượu, càng uống càng sầu. Tôi mời anh đi uống rượu vui vẻ. Cảm ơn lời hay của anh với tôi ngày hôm nay. Hai chúng ta bây giờ ở trên cùng sợi dây rồi. Cứu anh, thật ra là đang cứu bản thân tôi. Đi. Hanada Toshi.
Ishihara các hạ có lệnh, Hanada Toshi gần đây cần phải bảo vệ, cho nên không được đi đâu hết. Tôi không cần bảo vệ. Hiểu chưa? Bọn họ là gì muốn tốt cho anh? Tiểu Ninh. Tiểu Ninh. Anh về sớm vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có. Sao anh không thay giày? Em mới lao sàn. Xin lỗi, anh công tác thời gian dài như thế, anh muốn quay về thăm em ngay lập tức. Sao hôm nay lại muốn lao sàn thế? Trong nhà có khách sao? Trên thế gian này, em đã không còn người thân nữa rồi, cũng không có khách. Vừa mới về, còn không cho anh nghỉ ngơi. Được rồi, đừng lao nữa. Anh đi nghe điện thoại chút, sau đó đưa em ra ngoài ăn cơm. Alo, là tôi. Hanada Toshi. Sao thế? Ở phòng bệnh tăng cường bảo vệ, cảm giác không tệ chứ. Chó má là đang ngồi tù. Anh mau qua đây đi. Tôi đang ở Tuyến Nguyệt Lâu, chờ anh đến uống rượu. Tuyến Nguyệt Lâu sao? Chỗ đó là chỗ tốt. Tôi không đi đâu. Lỡ như bị người ta mượn cớ, anh nói phải không? Ý tốt của anh tôi xin nhận. Vậy đi nha. Ba, thời tiết hôm nay không tệ, con muốn con đưa ba ra ngoài đi chơi không? Anh xem, sắc mặt ba tôi tốt hơn trước nhiều rồi, phải không? Tốt, ông chủ quan. Người đâu? Ai? Ai? Ông chủ quan. Hai người đừng nói với tôi, không có đi đón Mãn Quy Hoàng nha. Thật không có, thật không có. Đúng là không có cách gì giấu ông chủ quan. Nhưng chúng tôi không có dùng tiền đi chuộc, cũng không có bán mặt mũi của ông, chỉ là đến kịp lúc. Kịp cái gì? Kịp là hôm nay tới hạn thả người ra. Tôi là anh rể của nó. Nó là cậu của Sản Sản. Tôi sao có thể không nhận người thân được chứ? Chẳng qua là muốn để nó chịu khổ một chút, nhớ dai một chút. Được rồi, ra rồi thì ra rồi. Chuyện quá khứ coi như bỏ hết đi. Cùng nhau ăn bữa cơm. Đi tắm cái đi. Cầm lá bưởi này đi tẩy xui xẻo đi. Sớm biết ba nói thế, cậu cũng không sợ phải gặp ba rồi. Đi giành bánh ngô với người ta. Có chuyện gì? Tấn công cảnh sát, bị nhốt nữa rồi. Nó rốt cuộc đang trốn cái gì chứ? Còn không phải trốn ba hay sao? Ông chủ quan, ông cảm thấy ông ấy đang trốn cái gì? Anh cúi đầu tìm tiền sao? Cậu cô là thần kinh không bình thường sao?
Người ta thả cho ra rồi, sao tự mình quen ngược vào trong đó chứ? Không phải vì cướp cái bánh ngô kéo dài thời hạn thôi sao? Cướp bánh ngô, bói lạc gia nhông ấy ở trên phố cướp bánh ngô bị người ta bắt được, anh coi như có mất mặt không chứ? Anh đừng nhắc chuyện ông ấy là bói lạc gia nữa, ba tôi còn không rõ ông ấy đang làm gì. Anh nói xem có phải ông ấy ở trong nhà giam bị dùng hình, đầu óc bị kích động rồi không? Đi, đi, đi mau, làm gì thế? Đi, đi mau, đi, đi mau, đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết. Hai người ở đây làm gì? Tôi nói nửa ngày không nghe thấy sao? Mau đi đi. Đi đâu? Tôi quan tâm cô đi đâu? Dù sao không được ở chỗ này. Tôi muốn vào trong mua kem. Chờ chút. Tôi nói cho cô biết, nhà hàng này chúng tôi bao rồi. Không phải, anh muốn làm gì? Đừng có làm bậy đó, tôi nói cho anh biết. Bao sao? Thiên hoàng Nhật Bản tới sao? Hay là Ung Vệ Thanh tới? Tôi hôm nay muốn ăn kem ở đây. Đứng lại, kem ở đây không mua được. Làm gì đó, cản cô ta lại cho tôi. Làm cái gì đó? Tôi cho cô biết, cô đừng làm bậy nha. Dừng tay. Nhị đấu, để tới để lui như thế còn ra thể thống gì nữa? Đuổi họ đi là được rồi. Thì ra anh muốn mời Tử Ninh ăn cơm. Chẳng trách bao cả nhà hàng để làm màu. Diên giả, cho họ vào đi. Bây giờ phần tử bạo loạn rất nhiều, làm như vậy là biện pháp an toàn cần thiết. Em cũng đừng thấy ngại. Nếu họ dám xông vào sẽ bị bắt giữ. Phần tử bạo loạn? Ai là phần tử bạo loạn? Hôm nay kem ở đây tôi nhất định phải ăn. Ai không cho tôi ăn, người đó là phần tử bạo loạn. Quan sản, Diên giả không có ý đó. Diên giả, trên phố mà như thế cũng không tốt. Cho họ vào trong đi. Vậy đi thôi. Tìm người lạ mặt chút, theo dõi họ. Hiểu rõ. Cảm ơn. Làm gì thế? Không phải nói mua xong sẽ đi sao? Tại sao phải đi chứ? Ăn ở đây ngon. Không ngon bằng Thái Hồng. Không phải cô muốn ăn cơm ở đây chứ? Phục vụ. Chào quan tiểu thư. Xin chào. Cô cho tôi gọi đồ ăn giống như gian trên lầu. Được. Chờ chút. Cô muốn làm gì thế? Tôi không thể để anh mất mặt được. Đi đi. Cô đây không phải tranh hơn thua sao? Người ta sống là vì chút khẩu khí này. Cô xem, cô mang đủ tiền hay không? Sao anh có thể nói mấy lời này được chứ? Nếu thật sự không đủ thì cứ bỏ anh lại đây làm phục vụ. Anh nhìn gì thế? Người đẹp. Không đẹp bằng cô. Cho dù không bằng tôi cũng không được nhìn. Vừa nãy có gọi tôm hùm không? Anh sao thế? Tôi ăn lạnh là bụng tôi đau. Tôi đi vệ sinh đây. Số 2. Số 2.
trừ khử Hanada Toshi, vũ khí trong thùng nước phía sau. Địa chỉ: khu Hồng Khẩu, Túy Nguyệt Lâu. Cứ giả trang thành khách du lịch Tô Châu, rồi bí mật quay lại chấp hành nhiệm vụ. Không có vấn đề gì thì lấy súng, người chế thuốc. Người chế thuốc. Tiểu Ninh, em xem. Họ gọi bàn đồ ăn giống chúng ta. Xem ra cũng là không để tâm lắm. Anh ấy không thể tốn nhiều tiền như vậy để kiếm mặt mũi cho mình đâu. Nhất định là quan sản. Xem ra em cũng rất hiểu anh của anh. Giống như anh nói, mỗi người tự chọn cho mình con đường, cũng lựa chọn phương hướng cho mình. Em và anh ấy có thể cùng một con đường, nhưng phương hướng không giống nhau. Đi cùng với anh. Dựa vào câu này của em, anh cũng nên giúp họ tính tiền rồi. Nếu không, anh sẽ bị người phụ nữ kia xem thường mất. Chỉ sợ anh ấy không đồng ý. Trên thế giới này nếu như không có tiền, cho dù anh ấy có sức lữ bố, có tài của gia cát, cũng khó khăn từng bước. Càng huống hồ, anh ấy bây giờ đang nương nhờ nhà người ta. Dân giả. Được rồi, đừng nói cái này nữa. Đi tính tiền đi. Chờ chút. Ai cho em tính tiền giúp anh chứ? Giả làm người có tiền sao? Được thôi. Mấy hôm nữa chúng tôi đến Tô Châu chơi một chuyến. Hay là chi phí chuyến đi này đều do em bỏ ra đi. Nghe thấy chưa? Anh ấy muốn đòi tiền anh kìa. Được. Đừng nói là tiền. Anh không phải muốn mạng của em sao? Chỉ cần anh vui. Tùy ý anh lấy. Viên giả, làm gì đó, mau cất vào đi. Không sao. Người nghèo sở dĩ nghèo là vì người đó nghĩ rằng mạng của mình rất rẻ rúng. Người nghèo. Anh nói ai nghèo? Anh ta là sở trưởng gì đó, đúng không? Một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền? Cộng thêm các loại hủ bại, tham ô, hãm hại lừa lọc. Được 1.000 không? Quan tiểu thư, túi của cô. Giám đốc, anh tới vừa hay. Giúp tôi một chuyện. Tôi cho anh 10% phí dịch vụ. Anh giúp tôi đi đổi số tiền này đi. Được. Vậy quan tiểu thư cần đổi bao nhiêu tiền? 1.000. Được. À không, 1.001 đồng. Đi đi. Nhìn thấy chưa? Đây là tiền lương của anh ấy. Nhiều hơn anh 1 đồng. Anh hiểu chưa? Người nghèo. Vậy tôi phải xem cô còn có thể trả bao nhiêu. Anh chỉ cần còn sống thì có thể xem. Được. Vậy tôi nhất định sẽ cố gắng sống. Đến lúc đó, để tôi xem anh tôi làm sao xài hết số tiền này. Khi nào anh đi Tô Châu? Anh làm gì đó? Còn giận sao? Giận? Tôi nên vui mới đúng. Tại sao cô vui chứ? Cuối cùng anh cũng đưa tôi đi du lịch rồi. Nhưng có thể đừng đi Tô Châu hay không? Đi Tô Châu làm nhiệm vụ người chế thuốc giao cho chúng ta. Nhiệm vụ?
Đây là nòng giảm thanh. Lần này có nhiệm vụ lớn rồi. Giết Hanada Toshi. Cửa không khóa, cho nên cả nhà đều nghe thấy tiếng hát của con rồi. Biết là con đang rất vui. Ba, sao ba qua đây thế? Có chuyện gì không? Sao không nói với họ một tiếng? Con qua chỗ ba. Sao thế? Muốn ra ngoài sao? Phải, đi Tô Châu một chuyến. Được. Tô Châu. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Ba cũng muốn đi, nhưng sức khỏe không ổn. Cầm nhiều tiền chút. Cảm ơn ba. Ba. Mười phần trăm phí thủ tục. Tiền lương 1.001 đồng. Ba cũng sắp phá sản rồi. Không phải con tranh thắng thua với Diên Giả kia sao? Con không phải tranh thắng thua với Diên Giả, đang tranh thắng thua với bản thân của mình. Con không muốn để Diên Giả coi thường anh nó, phải không? Còn nữa, con không muốn để con bé tên Tiết Quyển Ninh kia cảm thấy Diên Soái sống không tốt. Con nhỏ mọn như thế sao? Con gái ba vốn dĩ hào phóng, nhưng lần này thật sự có chút nhỏ mọn rồi. Tại sao? Yêu rồi sao? Không thể nào. Con lớn như thế này rồi, con yêu hay không, không lẽ con không biết hay sao? Con người gặp phải tình yêu giống như quay về khoảng thời gian học mẫu giáo, biến thành trẻ con, rất đơn thuần. Ba với mẹ con vẫn đang ở nhà trẻ, vậy mà bà ấy đi rồi. Vậy con cũng không thể chuyển lại chứ, lỡ trong lòng người ta vẫn còn Tiểu Ninh thì sao? Ở trong tình yêu không có gì là cho lại hay không cho lại, nhất định phải giành hạng nhất. Tình yêu giống như chiến trường, không có thứ hai. Hạng thứ hai chính là thất bại, là cái chết. Ở vấn đề này thì phải nhỏ mọn một chút. Vậy phải đi giành sao? Bà có nói con đi giành vật hay sao? Vậy con phải làm sao? Lần này đi Tô Châu chính là cơ hội. Ba, ba nói gì thế? Con gái ba, trong lòng ba chính là tiên nữ. Nếu như ba đã đồng ý cho tiên nữ hạ phàm rồi, vậy ba cũng không phong kiến nữa. Nhưng tiền đề phải là cậu ta phải có bổn phận giống như Đổng Dĩnh. Anh ấy còn Đổng Dĩnh hơn cả Đổng Dĩnh. Giống dĩ hai người đi là rất tốt. Anh ấy cứ phải dẫn đám anh em đi theo. Ba nói xem nhiều người như vậy có kỳ hay không? Nhà chúng ta không thiếu tiền đặt thêm mấy phòng. Tiền phòng của đám anh em đó ba bỏ ra cho con. Vậy rốt cuộc là con giành hay không giành? Giành. Đi Tô Châu. Anh Soái Tử, đi Tô Châu. Tô Châu ở đâu thế? Anh chưa từng nghe câu nói này sao? Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Câu này tôi nghe rồi. Tô Hàng ở đâu chứ? Cách Thượng Hải cũng gần. Ra khỏi Thượng Hải sao? Anh Soái Tử, tôi lớn như thế này rồi vẫn chưa bao giờ ra khỏi Thượng Hải. Đi Tô Châu, tôi sẽ uống 2 ly tán thành, chờ chút nữa rồi uống. Anh Soái Tử, anh thành rồi. Tiểu phú bà đó xoẹt xoẹt 2-3 nhát là giải quyết được anh rồi. Đừng nói nhăng nói cuội. Giải quyết gì mà giải quyết? Anh làm cái gì đó? Tôi nói 1.001 đồng.
Ở bến Thượng Hải này, ai mà không biết, ai mà không hay, anh có thể kiếm được 1.001 đồng chứ. Không sao đâu anh soái tử, chuyện tốt không truyền đi, chuyện xấu truyền muôn nơi. Cái gì mà xấu chứ, một tháng anh ấy kiếm được 1.001 đồng. Đến khi đó quan tiểu thư còn đem cả mã hội nhà họ chia điều hết cho anh ấy. Đến khi đó anh xem, không chỉ là đi Tô Châu nữa đâu. Anh soái tử, anh nói thật với em đi, anh và quan tiểu thư rốt cuộc có quan hệ gì? Quan hệ yêu đương chứ còn quan hệ gì nữa? Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Anh soái, tôi cho anh biết, anh tuyệt đối thành. Cho dù trước kia anh chịu thiệt thòi như thế nào, anh chỉ cần kiên trì tới ngày động phòng thì anh thành công rồi. Nói bậy bạ cái gì đó. Thật là, chiều mai 2 giờ lên xe lửa, đừng tới trễ đó. Em không đi. Ai thích thì đi đi. Ngốc hay sao? Ở đó có người bao phí đi đường, phí ăn ở, tại sao không đi? Bọn họ thích làm gì thì làm. Tô Châu có chùa Hàng Sơn, đến khi đó anh đưa em đi chùa Hàng Sơn chơi. Chùa Hàng Sơn? Anh nói chính là chùa Hàng Sơn ở bên ngoài Tô Cô. Chùa Hàng Sơn, nửa đêm tiếng chuông đến thuyền khách đó hả? Phải. Còn có thuyền sao? Có. Không phải anh bị quan tiểu thư đó làm tổn thương lạnh tâm, muốn chạy lên đó làm hòa thượng chứ? Đưa chúng em đi nhìn đường cái đã. Đến khi đó để tụi em đưa lên cái gì mà ốc bu xào, chân gà thăm anh, ăn thế nào. Em phải đem tâm lên cho cậu ấy. Không dùng tâm tre. Đi Tô Châu chơi là giả, chấp hành nhiệm vụ mới là thật. Nhiều vali như vậy, không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao? Thật sự coi như đi du lịch hay sao? Thể hiện mà thôi, đừng nói bậy. Là chấp hành nhiệm vụ, không biết trong vali là để cái gì đâu. Anh xem, hai người đó đều đeo kính đen, giống như tuần trăng mật vậy đó. Nếp nếp, sau này anh đưa em đi tuần trăng mật, chúng mình cũng đeo kính đen. Lát nữa hành lý của mọi người cũng đưa cho người làm đi. Bọn họ sẽ đem hành lý của mọi người để trong phòng riêng của từng người. Tôi đi lên trước. Còn có phòng riêng sao đại tiểu thư? Cậu bị kích thích rồi sao? Trong phòng riêng có chỗ ngồi hay không? Còn có giường nữa. Bốn người chúng ta ở một phòng riêng sao? Sao có thể chứ? Tổng cộng có 2 phòng riêng, giống đại tiểu thư ở đó. Đại tiểu thư tự mình ở một phòng, bốn người chúng ta ở một phòng. Anh soái, vậy sao được chứ? Đại tiểu thư ở một mình không an toàn, anh phải qua đó bảo vệ cô ấy. Tốt nhất là cho Đồng Phúc thêm một phòng ở một mình. Còn cậu? Tôi ở dưới nếp nếp. Anh soái, ngủ với tôi, đừng có mơ. Không phải anh soái, suy nghĩ lại đi. Đại ca, đám viên soái lên tàu nữa rồi. Có phát hiện chỗ nào không đúng hay không? Từ nhà đó cho tới tối qua ăn đêm đều rất bình thường, không có tiếp xúc với những người khác. Hai người đi theo xe lửa, nhìn xem họ tới Tô Châu để làm gì. Dân chúng ta có phải căng thẳng quá rồi không? Theo lý mà nói, sau chuyện Nam Kinh lần trước, đảng Cộng sản nhất định ăn miếng trả miếng. Nhưng đến hôm nay vẫn không có động tĩnh gì. Còn có tên thẩm phán kia cũng chậm trễ, không có hành động gì. Trong lòng tôi thấy không yên tâm. Yên tĩnh không phải chuyện tốt hay sao? Bây giờ ở Thượng Hải giống như chiến trường, mà trên chiến trường đáng sợ nhất trước giờ không phải tiếng súng, mà là sự yên tĩnh tựa như cái chết.